Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai hỏng từ 22 tuần tuổi trở lên. Nghị quyết số 28 NQTVK có nội dung bảo hiểm xã hội tự nguyện với các chế độ hưu trí tử tuất hiện nay, từng bước mở rộng sang các chế độ khác. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Khảo sát tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, mà nguyên nhân chủ yếu là do chính sách bảo hiểm xã hội còn thấp, còn thiếu hấp dẫn. Vì người lao động chưa được hưởng các chế độ ngắn hạn, mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp, trong khi thực tế thời gian qua, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho phụ nữ là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số. Trước đó, khi lấy ý kiến cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn lao động tự do đều kiến nghị bổ sung chế độ thai sản vào bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm cả lao động nữ và lao động nam khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng trợ cấp bằng 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên hỏng trong tử cung hoặc là trong khi chuyển dạ. Kinh phí thực hiện trợ cấp này do ngân sách nhà nước bảo đảm và chính phủ quyết định điều chỉnh mức trợ cấp thai sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Để xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định nộp số tiền chậm đóng bằng 0,03% trên ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, trốn đóng và số ngày chậm đóng. Theo các chuyên gia về lao động, số tiền phạt chậm đóng này tương đương với mức phạt chậm đóng tiền thuế hiện hành. Đây được coi là giải pháp mạnh về kinh tế để ngăn chặn hành vi chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội hiện nay. Vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Do vậy, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung quy định xử lý tình trạng này. Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan trong xác định và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời đã sửa chữa bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội như quy định cụ thể biện pháp xử lý đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng, trốn đóng, nộp số tiền bằng 0,03% trên ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, trốn đóng và số ngày chậm đóng, trốn đóng, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Riêng đối với hành vi trốn đóng còn có biện pháp mạnh tay là truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, luật đã bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, không kịp thời, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Từ tháng 1 năm 2025, tài khoản phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học thì thẻ ngân hàng mới được sử dụng để giao dịch online. Đó là nội dung mới nhất quy định tại thông tư 18, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Cụ thể tại khoản 6, điều 16, thông tư 18 quy định phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học chủ tài khoản thì thẻ mới được sử dụng để thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đối với các tổ chức phát hành thẻ là tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.